tôi đã trải qua và tôi đã nhận thấy đó. Rồi đây, có một lần tôi có một cái chị bạn quen thân với tôi, mà chị này á là chỉ ở Đà Nẵng, là chỉ ở Đà Nẵng, là chỉ tên Nhung, chỉ ở Đà Nẵng, năm nay chỉ 60 mấy tuổi rồi. Thì tôi có, chị có kể cho tôi nghe cái này là tôi không tìm hiểu, bị tôi không có cần tìm hiểu gì hết á, tôi không có cần hỏi ai là Bác Hồ xấu hay tốt, tôi đã biết rồi, cho nên tôi không có cần phải đi hỏi người ta làm gì. Tôi chỉ cần đi chợ, đi đồ chơi với chị thôi và đi coi ca nhạc với chị thôi. Thì chị tình cờ chị nói với tôi nghe, chị nói là trời ơi, mấy cái thằng cha HO này tối ngày cứ ăn no kiếm chuyện chửi 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 hoài. Tôi là tôi ở ngoài Đà Nẵng nè, chị Nhung nói đó, chị nói là chị ở tại Đà Nẵng. Khi mà chị nói là chị khoảng bao nhiêu tuổi đó, 10 tuổi hay là gì đó, thì chị nói hả, nguyên một cái làng, cái xóm, cái khu của chị ở đó, thì có một cái đêm thì bộ đội của Bác Hồ đó mới vô đánh một cái quân của cái bọn HO đó, tan tành xí quách hết. Cái tự nhiên cái nó sáng á, cái nó ra nó thấy, nó thấy là coi như là quân của nó bại hết rồi, tan tành hết rồi, nó không biết làm gì. Cái nó tức quá, nó tức quá, cái tự nhiên nó cầm súng nó xả đại vô, nó xả đại vô một cái làng của cái chị Nhung đó đó. Rồi chỉ đưa cho tôi coi, chỉ nói nè, đây là mấy thằng HO nó bắn chị nè. Chị không phải là chị, là chị không có cái gì liên quan tới là Đảng Cộng sản Việt Nam hay là Việt Cộng là cái gì hết. Nó tức là nó thấy bộ đội bắn của tụi nó banh cành té bẹ hết, không còn cái gì, cái quân của nó dự tại Đà Nẵng đó, thì nó ra nó xả súng nó giết người dân một cách man rợ. Chị Nhung là một cái người là bị thương cánh tay, chỉ đưa cánh tay cho tôi coi, chị nói đó, tối ngày cứ nói là Đảng Cộng sản ác, Bác Hồ ác, nhưng mà nó cầm súng nó xả người ta, nó xả đại xả càng á, thì nó không nói. Cái tôi mới nói à vậy à, vậy thì chị nói vậy thì em cũng kể lại cho chị nghe. Thì tôi cũng có kể cho chị nghe vài cái chuyện mà bộ đội của Bác Hồ cứu tôi như thế nào cho chị nghe. Thì chị cũng xác nhận cho nó à, cái thời đó đó mà những cái đứa con lai ấy, ai mà cứu, thấy không? Nhưng mà bộ đội của Bác Hồ cứu tôi không phải là Việt Nam 100%, nhìn cái hình thù của tôi là biết tôi là con lai rồi. Nhưng mà tại sao á, bộ đội của Bác Hồ á, nhường cơm cho tôi ăn mà đi vác cơm cháy ăn hả? Thì Bác Hồ là người như thế nào mới dạy ra cái người bộ đội tốt như vậy, thấy không? Rồi bác rồi cái chú bộ đội còn nói với tôi nè, cháu hãy nhớ chú nha, chú bây giờ đi đóng quân Long Khánh, khi nào mà sau này á, đất nước mình thanh bình, cháu có thể lớn lên cháu đi tìm chú, cháu sẽ nhắc lại cái câu chuyện này là chú đi tòng quân ở Long Khánh hả, thì có thể chú cháu mình gặp lại nhau. Đó là một cái người có một cái trái tim, cứ tối ngày chửi nói thế này thế nọ đó. Bây giờ mấy người sống ở Mỹ này như thế nào đó, nhìn đi, nhìn nhìn rõ đi. Tôi nè, đừng bao giờ lường gạt tôi, đừng bao giờ nói láo tôi, cái gì tôi cũng thấy, cái gì tôi cũng nhìn rõ hết à, chính gia đình tôi nhìn ra luôn. Gia đình tôi thiếu nợ ngân hàng nhà nước, cầm giấy tờ cho nhà nước, nhìn đi, mấy trăm triệu thì tiền lời tiền lãi lên cả tỷ, có tiền trả nhìn đó không, nhưng mà vẫn được ở trong nhà, không có bị thâu, không có bị là đuổi ra khỏi nhà hả? Tuy là nước Việt Nam của tôi nghèo nhưng mà có tình có nghĩa, còn nước Mỹ giàu mạnh nhưng mà họ vẫn tống cổ ba mẹ con tôi ra, đóng cửa lại không ra kêu bố tới bắt. Còn gì tôi, vì tôi thiếu nợ mà tới đánh đổi, mà năm này qua năm nôi này mà lên mà tiền tỷ luôn, mà không ai đụng địa gì tới, làm khó làm dễ chứ, có gửi cái lá thư xuống mời cho có lệ gì thôi, gửi cái lá thư mời lên đóng tiền lời, vì tôi không có đóng, vì tôi không có tiền không có đóng đó. Mà có ai đuổi gì tôi ra khỏi nhà không? Không. Đến mà cái 2016 nè,
từ 2005 mà tới 2016 nè, không trả tiền lời, không trả vốn, không gì hết, chỉ có gửi cái thơ tới mời lên nói không biết gì, tôi nói cái gì đó thì ngân hàng nhà nước chính phủ Việt Nam mình vẫn tha thứ cho dì tôi đó, cứ cho ở trong nhà, đến 2016 mới bán được căn nhà mới trả nợ cho nhà nước. Còn tôi, ba mẹ con tôi làm sao, có ai giúp đỡ không, có được như chính phủ Việt Nam mà giúp gì vậy không, giúp gì như giúp cho dì tôi không, không dì tôi thiếu tiền điện tháng này qua tháng nọ không trả, dì tôi vẫn đóng được điện đầy đủ, còn tôi á không, qua tháng không trả cúp liền hà, cúp xong rồi đòi tiền này tiền kia chắc chồng lên một đống, đi 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 chạy lo tiền đóng vô rồi tao mở cho, còn không chạy không mở, nói thẳng luôn đó. Mày không đóng tiền đầy đủ theo cái quy định của tao, không điền cái bằng, nó kêu bằng là điền điền của ship vô đó, rồi nó kêu là mình là kêu là dằn cọc đó, dằn vô thế chân gì đó, đó tiền thế chân đó, không thế chân đó, nó sợ mình giật, nó sợ mình nó là cái tháng này á mày phải thế cái chân vô đó, còn ở bên Việt Nam mình có thế chân gì đâu, thiếu gì đâu mà ấp lủng lên là tháng này tới tháng kia không có trả gì chưa, mà cũng có điện có nước xài đó, còn bên đây hả điện nước cúp tiền tôi nè đó, nhà có con nít đó, con tôi nhỏ xíu đó, không có nước đi học nè, không có điện nè đó, không có tiền trả là cúp, không có tiền trả là cúp, không có nói gì được hết á, không có nói, không có năn nỉ, không có gian tình, tiền đi tiền đây tiền đem vô đi tính sao, không có tình nghĩa, không có tình nghĩa gì hết á, mày sống ở trên luật Mỹ phải chấp nhận cái thi hành cái luật của tụi tao thôi đó, còn á hả còn cái vấn đề ai nói là họ cho ở thì họ cho ở, đó là một cái tốt của họ, nhưng mà mình phải chấp hành theo cái luật gì của họ đưa ra, mình phải chịu chứ không phải là mình nghèo cái họ giúp cho mình rồi mình muốn làm gì mình làm đâu, nếu mà họ giúp mình không có tuân theo cái điều luật của họ hả, họ cũng sẵn sàng đuổi mình thôi, họ cũng sẵn sàng á cho mình đói nhăn răng chứ đừng có nói, đâu 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 phải dễ đâu, đâu phải muốn lên đó rồi năn nỉ rồi nói này nói kia nói qua nói lại nói láo nói sượt nói gì nói đâu. Họ tốt nhưng mà mình phải theo luật của họ kìa, còn mình không theo thử coi, mà không có nói rõ ra sự thật, cứ nịnh bợ ở bên nước người ta mà quên quên ơn mình không biết ở đâu, người Mỹ hả họ cứ cứ nghĩ là đây nè con tôi nè, dù cho có sanh tại nước Mỹ này, người Mỹ trong mắt của họ họ vẫn kỳ thị như như thường thôi, nhưng mà họ sợ họ không có dám nói ra thôi, ok, chứ cái còn á cái đầu tóc đen này nè không có phải là da trắng nghe, mắt vàng mũi cao đâu nha, ok, họ vẫn dù cho con tôi có học giỏi cách mấy, người Mỹ họ vẫn coi là cái người tạp chủng thôi, cũng không phải là gốc gác gì người Mỹ đâu, đừng có bày đặt xạo, đừng có bày đặt mà qua tới đây rồi á rồi bắt đầu quay về chửi rồi phanh phui rồi nói tầm bậy tầm bạ, nói những điều không đúng sự thật, cho nên nó tôi rất là bức xúc, mấy năm nay tôi không bao giờ tôi nói, tôi không bao giờ đụng chạm tới, vì tôi nói tôi biết rằng á họ có một cái máu hận thù rất lớn, cho nên mình có nói gì á họ cũng bất chấp à, mình cho nên tôi không có muốn đụng chạm nói tới, vì nói tới họ chửi tôi, giống như tôi đi làm, tôi nghe nhạc đó là cái sở thích của tôi, không nghe nhạc gì thì tôi nghe, tôi lúc nào cũng nghe nhạc truyền thống, cái nhạc mà tôi nghe là nhạc Trịnh Công Sơn và nhạc truyền thống, đó là cái sở thích của tôi từ hồi nhỏ tới lớn, từ khi tôi biết nghe nhạc là tôi nghe nhạc Trịnh Công Sơn, sau đó thì tôi là đi đi hát đi múa trong trường học đó, thì tôi đã nghe nhạc truyền thống rồi, nhạc truyền thống là bây giờ người ta kêu là nhạc cách mạng đó,
thì tôi lúc nào cũng cũng thích, vì tôi đi làm á, tôi mà nghe nhạc đó thì tôi làm rất là nhanh. Tôi nó cái nhạc á mà có một cái nó làm cho mình có thêm một cái sức mạnh, cho nên nó tôi đi làm tôi nghe thì họ cũng đi thưa gửi tôi, họ nói là tôi đem cái nhạc này vô trong hãng nghe này kia kia nọ, họ thưa tôi. Người Mỹ họ đâu có xử đâu. Ủa, tôi là người Việt Nam, tôi muốn nghe nhạc Việt Nam mà làm gì thưa tôi? Trời ơi, mấy cái người HO họ thưa tôi, họ nói tôi là đem nhạc vô là quấy phá quá, quấy nhiễu trong hãng kia kia nọ. Ủa, mắc mớ gì vậy? Cái người mà manager của tôi đó, là cái người sếp của tôi đó, mà coi cái hãng mấy trăm người đó, ổng mới kêu tôi lên văn phòng, ổng mới hỏi tôi, ổng hỏi chứ ủa mày nghe cái nhạc gì vậy mà sao người ta đi thưa mày, người ta lên đây nè người ta thưa tao. Cái tôi mới nói là tôi là người Việt Nam mà tôi nghe nhạc Việt Nam. Tôi cũng không có sợ, tôi cũng nói thẳng cho manager nghe, tôi nói tôi nghe nhạc của giới tinh thần đó, là nhạc này đó là của Bác Hồ. Mà tôi dù cho tôi đang ở ở đây, tôi đang ở nước Mỹ, nhưng mà tôi có quyền yêu người Việt Nam của tôi có quyền yêu Bác Hồ của tôi chứ, tôi nghe chứ. Rồi tôi ca mùa xuân, cái năm đó là Tết đến, thì ai ở trong hãng cũng họ cho cái tổ chức ăn cái Tết Việt Nam đó, thì tôi không có sợ gì hết, tôi không nghĩ gì hết, tôi rất là nhớ về quê hương. Thì tôi ca mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi cũng nói cho manager nghe, tôi nói là tôi ca nhạc nào mà tôi thích thì tôi ca, còn họ không nghe là quyền của họ, họ không có quyền gì đi thưa tôi. Thì thôi, thì manager cũng đâu có xử gì tôi được, đâu có làm gì tôi được, đó là cái tự do, cái bài hát của tôi thì tôi thích thì tôi ca. Họ quấy phá tôi, họ chửi tôi, họ nói tôi đủ điều, họ nói xấu tôi đâu có sợ đâu, tôi không sợ đó. Rồi tôi nè, tôi đi thi quốc tịch nè, tôi lên tôi thi quốc tịch, người ta cái người phỏng vấn tôi, người ta hỏi chứ mày là communist, mày có phải là Việt Cộng hay không? Thì theo như cái người mà nịnh bợ đó, và để mà nói ngọt ngào đó, để mà trả lời, để mà họ cho cái quốc tịch đó, thì họ sẽ trả lời là yes hay no, họ sẽ trả lời là rất là cái kiểu mà như là họ không có phải là Việt Cộng đó, thì họ 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 nói rất là mạnh dạn lắm ha. Còn tôi á, tôi không có cần, nếu cho tôi quốc tịch thì cho, còn không cho quốc tịch tôi cũng không có cần, tôi chỉ cần nói sự thật thôi. Thì cái người phỏng vấn đó hỏi tôi, tôi sẽ trả lời, tôi nói là vậy thì Việt Cộng là sao? Tôi thấy Hồ Chí Minh rất là tốt, cứu tất cả nước Việt Nam, thì ông hỏi tôi là có phải là người Việt Cộng hay sao, thì tôi không hiểu, xin ông nói rõ cho tôi nghe. Thì cái người phỏng vấn hỏi là tôi hỏi cô có phải Việt Cộng hay không, thì cô trả lời yes hay no, tại sao cô hỏi lại tôi? Thì tôi nói là tại vì tôi thấy Việt Cộng á, thì tôi thấy á, là nước của tôi á rất là tốt, không có gì xấu hết á, cho nên á, tôi không có thể nào nói là yes hay no gì hết á, tôi chỉ nói là tôi chỉ biết là Bác Hồ tốt. Còn tôi thì lúc đó tôi còn nhỏ, tôi không có theo Bác Hồ, nhưng mà tôi biết là Việt Nam tôi Bác Hồ tốt. Thì thôi, họ cũng đâu có nói gì tôi đâu, họ đâu có làm gì tôi đâu. Nhưng mà họ cũng không có cái thiện cảm cho lắm, là cái người đó họ làm theo cái luật của họ, chứ không phải là họ kỳ thị tôi. Họ chỉ cần mình yes hay no thôi, không có cần hỏi ngược lại người ta. Nhưng mà tôi không sợ, không cho tôi quốc tịch thì không, tôi cũng không cần. Cho thì cho, không cho thì thôi, tôi vẫn có thiệt, chứ tôi không có cần quốc tịch mà tôi nịnh bợ, mà tôi đi chà đạp Bác Hồ xuống. Vì tôi biết được á,
Bác Hồ là một cái người vĩ đại, Bác Hồ mãi mãi đời đời tôi không bao giờ quên ơn Bác Hồ, tôi rất là tôn kính Bác Hồ. Cho nên bất cứ cái gì mà họ nói đụng tới Bác Hồ, tôi không bằng lòng, tôi không chấp nhận, tôi không trả lời theo cái câu hỏi của họ. Không vì tôi đang ở bên nước này mà tôi a vô tôi nịnh bợ, tôi chà đạp những cái lãnh tụ mà cứu đất đất nước quê hương đất tổ của ông bà tổ tiên cha mẹ của tôi. Cho nên tôi không có thể nào nịnh bợ họ mà qua tới nước Mỹ rồi cái hùa theo chạy theo mà cầm cờ ba que la 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 lên rồi kêu tôi đi đây đi đó. Tôi không có làm mấy cái điều đó. Đó. Thì bây giờ thì có một cái lời cuối cùng tôi cũng xin nhắn lại với việc xin nếu được thì đưa cái lời nhắn này cho tất cả anh em các anh chị trong nước. Dạo này tôi thấy trong nước cũng tôi cũng sợ quá, rất là dữ dằn quá. Không biết tại sao bây giờ họ chống đối lại, họ chửi, họ rủa, họ nói này thế kia, họ theo cái đám mà tàn quân bại tướng, cái đám lưu vong mà họ cấu kết với nhau, họ làm rần rần rộ rộ, họ nói trên mạng nào là ôi đủ thứ chuyện hết. Tôi thấy người trong nước tôi cũng sợ, cho nên á tôi cũng nhắn lại á mấy các anh chị ơi, có các anh chị có phải có qua bên nước Mỹ này rồi các anh chị sẽ thấy những gì ha. Các anh chị tưởng ở đây là thiên đàng à, thiên đàng thì mau mau qua đi rồi sẽ biết thiên đàng hay địa ngục. Ừ, các anh chị á ngồi trong nhà đi, có chuyện gì đi có ai tới cứu không? Còn á các anh chị ở bên Việt Nam á, các anh chị á ra ngoài đường cái cả đống người á, người ta chạy tới người ta giúp cho các anh các chị. Còn đây á, bên nước Mỹ á, thiên đàng lắm anh chị, các anh chị có chuyện gì tai nạn các anh chị ngồi đó nó đưa vô nhà xác nó liền mất tiêu luôn. Các cũng không, người thân của mình cũng chẳng có ai biết đâu. Ok, những rồi á, và tôi cũng nhắn tin lại cho gửi lời nhắn của tôi á, cho các anh chị và các em á. Dạo này tôi thấy á các em hãy hãy sống và làm một cái người công nhân tốt đi. Các em hãy tin tưởng Bác Hồ đi, Bác Hồ rất là linh thiêng lắm đó các em. Không có các anh chị à, hãy nhìn rõ đi mình làm con người như thế nào, mình ở đâu, mình làm cái gì trong cái hành động, trong cái nước nước của người ta. Người ta vẫn đánh giá, người ta vẫn coi mình không có ra gì đâu. Đó. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình qua đây rồi mình nịnh bợ theo Mỹ rồi mình chê người Việt Nam mình đó. Rồi Mỹ họ thương mình đâu, họ giúp mình đâu, họ coi mình cao quý đâu, không có đâu. Họ còn cười mình thêm nữa đó. Tại vì tôi có một cái người bạn á ở Cali kể cho tôi nghe. Người ta nói là người ta làm trong cái hãng á, cái hôm bữa đó cái tự nhiên cái mấy người á nghe là bên Việt Nam mình nó có cái đoàn cái phái đoàn Việt Nam để đi qua bên Cali đó để tới thăm cái gì đó. Thì ở trong làm chung trong hãng á, cái tự nhiên cái đùng 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 cái lại xin manager nói là bệnh nghỉ để về cầm cờ đó, cầm cờ đang đi biểu tình chống đối gì đó. Thì cái ông manager á ổng mới nói là với cái tư cách là ổng nói là ổng khi dễ đó. Ổng nói thôi tụi bay mà bệnh hoạn gì, tao biết mà, hôm nay á đoàn bên Việt Nam qua đấy mà, đi về để cầm cờ chứ gì. Thấy không? Người ta đâu có ủng hộ đâu, người ta biết cái tẩy hết trơn, người ta biết hết trơn à. Làm rần rần rộ rộ người ta ghét muốn chết luôn, mà tại vì cái luật của họ họ không có dám nói ra đó, họ không có dám nói ra, họ nói ra họ mang cái tội kỳ thị cho nên họ không có dám nói ra thôi. Nhưng mà trong lòng người Mỹ họ rất là ghét, họ ghét cái tội đủ cái thứ ăn no phá rối, tối ngày ở đâu người ta tới hội họp thì bắt đầu quậy phá rối người ta
tối ngày đó. Cho nên á, các anh các chị và các em ở trong nước á, đừng có nghe lời mấy cái bọn này. À, chẳng được cái gì đâu, mà người Mỹ á, họ nhìn á, họ còn nói, họ còn khi dễ mình thôi. Người Việt mà đi cấu xé lẫn nhau, người Việt mà đi hại lẫn nhau, người Việt mà đi nói xấu người Việt. Với lại các anh các chị mà biết nè, sau cái chuyện gì ở trong chính phủ của Việt Nam mình với trong chính phủ của Trung Quốc hay là ở chính phủ Mỹ, bộ người ta hội họp rồi người ta bàn tính cái gì người ta nói ra cho tụi nó nghe hả? Đâu có cực đó. Thí dụ như nước Việt của mình có đi bán nước cho Tàu, cho Mỹ thì cũng là hai bên chính phủ biết thôi, chứ làm sao mà dân biết được? Làm sao người ta đi tuyên truyền cho nó nghe, người ta đi nói, người ta đi khai cho nó nghe hả? Ai khai ra cái chuyện bí mật quốc gia của người ta ở cái nước nào, nói chuyện với cái nước đó? Thì chỉ có cái nhà cái người tổng thống này và cái người chủ tịch của nước mình, hoặc là chủ tịch nước Trung Quốc, hai người này họ biết với nhau thôi. Chứ tại sao họ đi ra ngoài họ nói cho bọn nó nghe à? Thấy không, mấy người tỉnh táo lại nhìn đi, cái chuyện gì trong nhà của mình nhiều khi có cái chuyện bí mật nè, mình đâu có đi khai cho người ta nghe. Mà không lẽ cái chuyện đất nước, cái chuyện lớn lao của người ta gì người ta đi khai cho bọn nó nghe? Sao bọn nó cứ ngồi đó đặt chuyện bữa nay bán nước này, mời bán nước kia, chạy qua, ủa, Việt Nam qua bên Nhật, qua bên Mỹ mượn tiền, đi 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 mượn tiền mượn bạc cũng đi, sao tụi nó biết? Bộ tổng thống Mỹ đi khai cho tụi nó nghe à? Đồ nói láo, đồ xuyên tạc kiếm chuyện, nói toàn là những cái tin mà giống như là con nít vậy đó. Con nít 3 tuổi nó còn chưa tin nữa, vậy mà ngộ chứ, ở trong nước á, cũng đi theo nữa chứ. Bây giờ á, tôi nói thiệt á, nếu người nào á, mà gia đình Phật tử á, thì hãy lo làm một người Phật tử chân chánh đi ha, rồi sống á, phải làm cho cái đạo làm người của mình đi, phải có tài, phải có đức. Con người sống trên đời này á phải có đạo đức, đạo làm người, đạo làm người nhé. Đừng có sống cái kiểu mà lệch lạc, muốn nói cái gì thì nói, muốn xuyên tạc, muốn nói xấu ai thì nói. Đó là cái quyền của họ, họ có cái miệng, họ muốn nói thì họ nói. Nhưng mà các em và các vị ở trong nước đó, mình hãy bình tĩnh lại đi, mình hãy ngồi tỉnh táo đi, mình ngồi mình suy nghĩ nó nói đi. Tôi đây nè, tôi sống ở trên nước Mỹ này hai mấy năm nay, chờ tôi đã trải qua quá nhiều, biết bao nhiêu cái cực khổ ở trên Mỹ này. Trời ơi, ngôn ngữ thì phải ngôn ngữ của mình, mà cái chuyện gì á, người ta giúp người của người ta trước, còn mình người ta cũng giúp, mà người ta giúp không có phải giống như cái người của mình đâu. Đừng có bưng bít sự thật mà đi đi khen. À, tôi á, công nhận có một cái việc này, tôi không bao giờ nói sai sự thật. Nếu mà có bệnh hoạn gì, nó chỉ có cái y tế thôi. Cái y tế khi mà mình bệnh hoạn á, mình đi vô trong bệnh viện đó, thì họ cứu mình trước rồi nợ nần tiền bạc cho mình về mình trả góp trả đồ sau. Có, chỉ có cái đó thôi. Đó, còn á, Việt Nam mình, chính phủ mình á, bây giờ cũng tiến bộ rồi, nhưng mà làm sao mà cứu nổi được. Đó, nước của mình nó rất là còn bao nhiêu cái người nghèo, người khổ nữa, rất là nhiều. Thì từ từ chính phủ mình mới 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 mới, mới giúp được. Chứ làm sao mà những cái nước khác á, họ cũng sống như vậy thôi. Đó, thì làm sao mà mình đem cái tôi chỉ thấy cái y tế á, là y tế của Mỹ chỉ hơn Việt Nam mình thôi à. Đó, là hơn một cái là khi mà mình bệnh á, thì mình không có tiền á, hay là mình bị cái gì khẩn cấp đó, mình vô tới á, thì họ cứu mình trước, họ cứu mình trước rồi tính sao. Thì cái đó là có đó. Còn ngoài ra cái gì đó, đừng bao giờ chửi, đừng bao giờ nói sai sự thật đó. Không không có cái gì mà tốt hơn Việt Nam đâu. Tôi á, có ở Việt Nam á, tôi không nhà, không có cửa ở, tôi ở ngoài đường á, trời nóng trời mưa tôi cũng muốn chết.
Còn nếu mà tôi ở đây á, mà tôi á, là đi ra ngoài đường, tôi không có nhà, người ta đuổi tôi ra ngoài đường, cái tôi sống á, là tôi chết đó, bị nó lạnh cống mà sao mà sống. Đó. Biết bao nhiêu người nè, biết bao nhiêu người dân Mỹ nè, khổ sở nè, chui ở dưới gầm cầu, gầm đồ ở nè, cả đống này nè. Cả đống này nè, chứ không phải là ở đâu cũng vậy à. À, có làm thì mới có ăn à. Ừ. Không có làm thì cũng đi đi ra ngoài đường ở thôi, không ai cứu không ai nổi đâu. Đây nè, nước Mỹ giàu quá nè, sao bây giờ tiểu bang nào cũng nằm ngoài đường nè, không nhà không cửa, nằm ngoài đường này, kêu bằng hôm lịch nè, hôm lịch cả đầy giấy này nè đó. Nhà nước nào mà cứu nổi thì nhà nước Việt Nam mình cũng vậy, làm sao cứu nổi. À, thôi cái câu chuyện mà tôi nói thì cũng cũng hơi già rồi. Và những cái gì mà tôi biết á, thì tôi nói hết sự thật của tôi. Đó là những điều mà tôi rất là bức xúc mấy năm nay mà tôi không có nói ra được. Bây giờ tôi mới nói ra được. Hello. Dạ, vậy thì có thể nhiều quá thì tôi cũng không có nhớ hết để nói được. Thôi bây giờ mình tạm ngưng tại đây đi. Để có khi nào tôi nhớ đó thì tôi sẽ gọi về nói tiếp nha.